Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Chủ đề của video 7 lần này là câu lệnh điều kiện Case of N. Đây cũng là một câu lệnh để rẽ nhánh chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Master Lan Dương Channel. Ở video 2A, các bạn đã được biết và thực hành về cái câu lệnh điều kiện dạng thiếu if then và câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ if then else dùng để rẽ nhánh chương trình. Thì hôm nay ở video này các bạn sẽ được làm quen với một câu lệnh cũng để rẽ nhánh chương trình, đó là câu lệnh có tên là case of and dạng thiếu và case of else and dạng đầy đủ. Đây cũng là cái lệnh để mình rẽ nhánh chương trình, để điều khiển chương trình thực hiện theo những hướng mà chúng ta mong muốn. Cách ghi của câu lệnh case of and thiếu là case giá trị of miền giá trị 1 2 chấm câu lệnh 1, miền giá trị 2 2 chấm câu lệnh 2, miền giá trị 3 2 chấm câu lệnh 3, vân vân. Miền giá trị n 2 chấm câu lệnh n và n chấm phẩy. Ý nghĩa của cái câu lệnh case of n này là nếu giá trị thuộc miền giá trị nào thì chương trình sẽ thực hiện câu lệnh tương ứng với miền giá trị đó. Ví dụ giá trị thuộc vào miền giá trị 3 thì chương trình máy tính Pascal sẽ thực hiện câu lệnh 3, vân vân. Và các bạn thấy ở trên màn hình đó là cái lưu đồ, nghĩa là cái giá trị đó khi đưa vào cái việc để kiểm tra, xem xét cái giá trị thì giá trị nó thuộc miền nào thì sẽ thực hiện theo cái công việc tương ứng. Ví dụ giá trị thuộc miền 1 thì sẽ thực hiện câu lệnh 1, tức là câu lệnh mà được tô màu đỏ các bạn ha. Nếu giá trị thuộc cái miền 3 đi thì sẽ thực hiện cái câu lệnh 3 ở cái phần việc mà được tô màu tím các bạn ha. Đấy. Còn câu lệnh case of ln đầy đủ, nghĩa là case giá trị of miền giá trị 1 2 chấm câu lệnh 1, miền giá trị 2 2 chấm câu lệnh 2, vân vân. Miền giá trị n 2 chấm câu lệnh n. Còn else ngược lại là thực hiện, chắc chắn thực hiện câu lệnh là n cộng 1, tức là ngoài những cái câu lệnh từ 1 đến n trên không được làm được thì phải làm câu n cộng 1 khi mà cái giá trị rơi vào cái trường hợp else các bạn ha. Và các bạn lưu ý là đằng sau câu lệnh trên cái từ khóa else các bạn ha, đây là phải có chấm phẩy. Đây là cái điều đặc biệt trong cái cách ghi câu lệnh case of else and các bạn ha. Cái lệnh trên từ khóa else phải có chấm phẩy, nó khác như lệnh if đầy đủ mà chúng ta đã được làm quen trong video 2A. Ý nghĩa của cái câu lệnh case of else and là nếu giá trị không thuộc cái miền giá trị từ 1 đến n thì chắc chắn chương trình sẽ phải thực hiện cái câu lệnh n cộng 1 các bạn ha. Đây, nếu cái giá trị mà không thuộc cái miền nào ở đây, giá trị không thuộc miền nào ở đây các bạn ha, không thuộc cái đây, thì khi đó Pascal sẽ thực hiện, chắc chắn sẽ thực hiện cái câu lệnh n cộng 1. Đó là cái ý nghĩa của cái câu lệnh này. Còn đương nhiên nếu mà thuộc cái miền giá trị nào từ 1 tới n thì sẽ thực hiện cái lệnh tương ứng từ câu lệnh 1 đến câu lệnh n. Lưu ý, giá trị có thể là một biến, một biểu thức hoặc một giá trị là kiểu nguyên, không được phép là kiểu thực. Đây các bạn lưu ý, giá trị là một cái đối tượng nằm giữa chữ case và chữ of, thì giá trị này phải là, có thể là một cái biến, một cái biểu thức hoặc là một giá trị, phải là kiểu nguyên, không được phép là kiểu thực các bạn ha. Đây là cái điều lưu ý mà chúng ta cần phải xem xét khi chúng ta thực hiện cái câu lệnh case of n các bạn ha. So sánh câu lệnh điều kiện if then else và câu lệnh case of n. Ở câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là if
than else ở video 2A, thì hôm nay các bạn sẽ so sánh với câu lệnh case of and. Các bạn quan sát là bên tay trái là câu lệnh case of and, chúng ta sẽ so sánh với cái câu lệnh case if then else bên tay phải. Thì ở các bạn thấy với cái câu lệnh case of and á, nó là cách rút gọn của rất nhiều cái câu lệnh if chúng ta đã được biết các bạn ha. Và đôi khi chúng ta dùng cái case of and này thì cái bài các bạn sẽ gọn hơn so với cách dùng là các câu lệnh if hoặc là các câu lệnh if then else các bạn ha. Các bạn thấy ở cái sơ đồ á, ở bên tay trái ở cái khung màu trắng thì với case of and nghĩa là chúng ta có nhiều cái trường hợp để chúng ta thực hiện. Còn ở bên tay phải là cái câu lệnh if then else mà người ta đã biết rồi đó, thì chỉ có một trong hai thôi. Như vậy người ta có thể nói rằng là gì, cái câu lệnh case of and là rút gọn của rất nhiều cái câu lệnh if lồng nhau hoặc là if then else các bạn ha. Mời các bạn đến đề tài đầu tiên của video 7 lần này, đó là đề tài 7A. Đề tài 7A có nội dung viết chương trình nhập vào tháng từ 1 đến 12 và năm dương lịch từ 1 trở đi. In ra thông báo cho biết tháng của năm đó có tối đa bao nhiêu ngày. Thì để làm đề bài này các bạn phải biết quy định trong một năm dương lịch thì chúng ta có các nhóm tháng như sau. Thứ nhất, nhóm tháng có 31 ngày, nhóm tháng có tối đa 30 ngày và nhóm tháng 2 thì chúng ta lại chia làm hai nhánh nhỏ, đó là tháng 2 có tối đa 28 ngày hoặc là tháng 2 có tối đa 29 ngày. Nghĩa là chúng ta có bốn trường hợp các bạn ha. Thì ở tháng 2 đó tùy đó là năm nhuận hay không mà chúng ta có sẽ có trường hợp là 28 ngày hoặc 29 ngày. Để xét một năm là nhuận hay còn gọi là nhuận thì các bạn giả sử gọi Y là chỉ số năm của năm dương lịch. Ví dụ Y là mình chứa năm 2020. Như vậy Y được gọi là năm nhuận hay năm nhuận thì cái Y này nè phải thỏa một trong hai điều kiện các bạn ha. Thứ nhất là Y phải chia cho 400. Còn nếu không thỏa điều kiện này thì chúng ta sẽ xét điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai gồm có hai yêu cầu, đó là Y phải chia cho 4 và Y không được chia cho 100 các bạn ha. Tức là một trong hai điều kiện này. Nghĩa là khi các bạn nhập vào biến Y là năm dương lịch thì Y này phải thỏa một trong hai điều kiện này. Một là Y chia cho 400, hoặc nếu không thỏa điều kiện đó thì phải thực hiện xét hai điều kiện này các bạn ha. Là Y chia cho 4 và đồng thời là Y không được chia cho 100 thì thỏa một trong hai điều kiện này thì mới là năm nhuận các bạn ha. Và để làm được bài này các bạn phải trả lời là bài này có bao nhiêu đề lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu đáp số. Bài này chúng ta có hai đề lượng thôi, đó là cái tháng và cái năm. Các bạn quan sát Bích Lan Dương thực hiện ở trên Pascal, các bạn có như sau là đề tài 7A. Các bạn khai báo hai biến, tức là biến tháng là M là minh và year các bạn viết tắt ha các bạn ha. Các bạn hãy đặt là T là tháng, N là năm cũng được. Ở đây Master Dương sử dụng là tiếng Anh là minh và year viết tắt các bạn ha. Và đây là hai biến này chúng ta là kiểu nguyên long y. Tiếp theo chúng ta tiến hành thực hiện cái phần thân chương trình. Thì để thực hiện các bạn phải trả lời là bài này có bao nhiêu lời giải. Thì bài này chúng ta có 4 lời giải các bạn ha. Ứng với 4 cái nhóm tháng ở trên màn hình. Ở nhóm tháng 31 ngày, 30 ngày, nhóm tháng 28 ngày và 29 ngày. Tức là chúng ta có 4 cái nhóm tháng các bạn ha. Và bài này có một đáp số trong 4 cái lời giải chúng ta thực hiện. Tiếp theo các bạn sẽ nhập cái tháng vào bằng cách các bạn ghi là write nhập tháng. Nhập tháng các bạn ha. Hai chấm nháy cho đẹp. Rồi các bạn sẽ dùng lệnh read line main, M là main. Thì cái này là các bạn đã thực hiện rất nhiều ở các video trước. Rồi các bạn sao chép xuống, các bạn nhập vào là nhập năm. Và các bạn sửa lại là year ở đây. Tiếp theo, nếu các bạn muốn làm bài này theo lệnh if thì các bạn sẽ dùng nhiều cái lệnh if các bạn ha. Thì thực ra chúng ta sẽ có thể giải ra bài này được bằng cách sử dụng video 2A là chỉ dùng lệnh câu lệnh điều kiện if hoặc là if then else. Tuy nhiên ở đây Master Đăng Dương muốn sử dụng lệnh case of để các bạn thấy được cái sự phân biệt. Cái case of là nó là rút gọn của nhiều lệnh if các bạn ha. Rồi các bạn quan sát ở trên màn hình. Để thực hiện thay vì chúng ta lệnh if thì chúng ta chỉ case of các bạn ha. Case M là mình of, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái biến M là tháng. Và bởi vì là case lệnh case of thì có cái từ khóa and nên ta phải ghi liền là case of and đi ra. Như vậy chúng ta đang hình thành lên cái câu lệnh, đó là case of and. Đó các bạn ha, ba từ khóa là case of and. Và ở giữa cái case of là cái biến hoặc là một cái biểu thức mà chúng ta đi kiểm tra nó.
Rồi chúng ta sẽ thực hiện đưa vào đây các cái trường hợp. Đầu tiên các bạn có là những cái tháng có 31 ngày bao gồm là như sau các bạn ha, là 1, 3, 5, 7, 8, 10 và 12. Đây là 7 tháng mà có 31 ngày. Vậy các bạn ghi 2 chấm. Thì từ vị trí này đến chỗ 12 đó là cái miền giá trị. Là những con số thì các bạn ngăn cách bởi dấu phẩy. Những con số này là nằm rải rác nhau mà dùng dấu phẩy. Nếu mà cái miền cái gì này mà là liên tục nhau, ví dụ từ 1 đến 5 thì các bạn ghi là 1.5. Còn đây là cái gì này nó không có liên tục nhau, 1 rồi tới 3 cách nhau số 2, vậy các bạn ghi là 1.3.5. Các bạn nghĩ là những cái gì này nó không có liên tục thì các bạn ghi dấu phẩy để ngăn cách ra. Tiếp tục 2 chấm thì các bạn sẽ ghi là right. Đó, các bạn ghi là đúng ra ghi dài dòng là chúng ta ghi là có tối đa 31 ngày. Tuy nhiên chúng ta ghi gọn thôi là 31 ngày các bạn ha, cho nó gọn. Đó, như vậy là đây là công việc. Cái công việc này sẽ thực hiện khi mà em rơi vào một trong 7 giá trị là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Tiếp theo, các bạn thực hiện ở cái trường hợp thứ hai là tháng có 30 ngày. Các bạn sẽ ghi ra ở đây. Các bạn sửa lại là những tháng có 30 ngày bao gồm như sau. Đó là những tháng 4, 6, 9, 11. Đây là những cái tháng mà sẽ có tối đa 30 ngày. Vậy các bạn sửa đây là 30 ngày. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hai nhóm tháng. Chúng ta còn một tháng đặc biệt là tháng 2. Ở tháng 2 này chúng ta có hai trường hợp nữa các bạn ha, là tối đa 28 ngày hoặc là tối đa 29 ngày. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây các bạn ghi là 2 chấm. Đó. Ở đây các bạn, vì ở đây chúng ta sẽ triển khai nhiều lệnh, có lệnh if nữa các bạn ha. Lệnh if để chúng ta xét cái năm nhuận á, vậy chúng ta nên để ở đây cái từ khóa là begin và end. Đây là để lập lên một cái câu lệnh ghép ở vị trí này các bạn ha, lệnh ghép. Trong trường hợp tháng 2 chúng ta có nhiều lệnh đó, chúng ta phải thực hiện, chúng ta đặt ở trong cái từ khóa begin end chấm phẩy lệnh ghép. Đây, nghĩa là giữa hai từ khóa đó chúng ta sẽ có nhiều lệnh các bạn ha. Đó chính là lệnh if để chúng ta xét năm nhuận. Vậy chúng ta ghi như sau các bạn. Các bạn ghi if để chúng ta xét năm nhuận. Sau đó các bạn sử dụng cái biến year, chúng ta sẽ xét cái tính chất của cái biến y đó để biết được là đó năm nhuận hay không các bạn ha. Đây các bạn mở ngoặc ra. Các bạn sẽ đưa cái biến y là chúng ta đã vừa nhập ở trên. Đây các bạn coi là chúng ta sẽ đưa cái biến y ở vị trí này đã nhập vô xuống để chúng ta xử lý các bạn ha. Rồi chúng ta năm nhuận là năm đó là chia hết cho là mốt 400. À, tức là mốt 400 bằng 0 tức là chia cho 400. Còn nếu không thỏa thì o. Và để cho các bạn dễ quan sát, mình đi enter xuống dòng. Rồi. Nếu không thỏa là 5 chia cho 400 thì chúng ta có điều kiện nữa là ở đây có chữ n các bạn ha, n. Rồi, n nghĩa là bên tay trái chúng ta có một điều kiện là năm đó là chia hết cho 4. Và đồng thời là năm đó là không được chia cho 100, tức là mốt 100 là khác không. Đó, như vậy là nếu mà thỏa cái điều kiện này hoặc là năm đó chia hết cho 400 hoặc là năm đó chia hết cho 4 và năm đó không được chia cho 100 thì đó là năm nhuận các bạn ha. Vậy ở đây chúng ta dùng if thì sau chữ if là có chữ đen. Và ở đây chúng ta có hai trường hợp là năm nhuận hoặc không thì các bạn có chữ else các bạn ha, else. Như vậy ở đây chúng ta thực hiện là khi thỏa điều kiện thì chúng ta sẽ write một câu là năm nhuận là 29 ngày. Đó. Và đây chúng ta lưu ý lệnh này nằm trên cái từ khóa else nên chúng ta không được chấm phẩy, các bạn xóa đi ha, xóa chấm phẩy đi. Tiếp theo là ở dưới chữ L này là các bạn ngược lại là các bạn ghi là right là chúng ta có 28 ngày. Đó và chấm phẩy, đây là hết lệnh các bạn ha. Cái chấm phẩy này là hết của cái lệnh if này các bạn. Đó như vậy chấm phẩy các bạn nhé. Rồi, chấm phẩy. Rồi như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái câu lệnh case of. Vậy các bạn thấy chúng ta có những tình huống như sau. Lệnh case of á, là bắt đầu từ từ khóa case và kết thúc chữ n ở vị trí đó ha. Rồi tiếp theo, những vị trí này là những cái vị trí đó là các cái miền giá trị. Đó, nó có một miền thứ nhất là những tháng có 31 ngày. Miền thứ hai là 4 6 9 11, miền thứ ba đó là cái miền chỉ có một giá trị thôi là số 2. Các bạn ha. Rồi, riêng trong miền số 2 á ở trên, ở những miền trên các bạn thì chúng ta thực hiện là miền nào thì chúng ta có cái lệnh đó. Ví dụ những miền mà 1 3 5 7 8 10 12 chúng ta thực hiện lệnh tương ứng đó là 31 ngày, hoặc là chúng ta có cái là 30 ngày các bạn ha. Riêng cái miền
số miền mà tháng 2 đó thì chúng ta có nhiều lệnh, các bạn đặt trong từ khóa begin end chấm phải, end chấm phải. Đây là cái câu lệnh ghép. Trong câu lệnh ghép này các bạn sẽ triển khai cái điều kiện của năm nhuần. Năm nhuần nghĩa là các bạn sẽ có là chia cho 400, 5 chia 400, hoặc là chia hết cho 4 và không được chia cho 100. Đó, như vậy là năm nhuần. Thì như vậy các bạn sẽ có tương ứng là năm nhuần, các bạn sẽ ghi ra là chúng ta có 29 ngày năm nhuần. Còn ngược lại là không nhuần, chúng ta có chỉ có 28 ngày thôi các bạn ha. Đó. Và ấy chúng ta nhắc lại, chúng ta có một cái khối lệnh, đó là câu lệnh ghép begin end chấm phẩy. Các bạn ha. Rồi, còn phía dưới nữa chúng ta có một cái lệnh end chấm phẩy, chính là end của lệnh case of mà trong phần đầu video đã nói. Tiếp theo, để dừng chương trình xem kết quả thì các bạn ở đây thêm lệnh là read line chấm phẩy. Như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của cái bài đề tài 7A các bạn ha. Rồi chúng ta lưu lại những F2. Các bạn ghi là đề tài là 7A. Các bạn sẽ thử nhấn Ctrl chính. Các bạn nhập vào tháng. Ví dụ tháng 1 năm 2020 là có 31 ngày các bạn ha. Nói chung là những tháng 4 ngày thì là chuẩn rồi các bạn ha. Rồi ví dụ tháng 7 đi, các bạn nhấn Ctrl chính, tháng 7 là có năm 2020 là có 31 ngày. Còn tháng 4 năm 2020 là 30 ngày các bạn ha. Tháng 4 bất kỳ năm nào, ví dụ tháng 4 năm 2021 chúng ta cũng có 30 ngày các bạn ha. Tháng 4 30 ngày thôi. Tức là 4, 6, 9, 11. Tiếp theo ở tháng nhạy cảm đó là tháng 2 các bạn ha. Các bạn nhấn vào nhóm 9 tháng 2. Tháng 2 năm 2019 đó là chỉ có 28 ngày thôi. Vì năm 2019 là năm không có nhuận các bạn ha. Còn năm nhuận là năm 2020. Tháng 2 năm 2020 như vậy chúng ta có 29 ngày. 4 năm sau là tháng 2 năm 2024 chúng ta lại nhuận lại 29 ngày. Còn đương nhiên rồi, tháng 2 năm 2021 là 28 ngày thôi các bạn ha. Thì đó là chúng ta đã vận dụng được cái lệnh case of để diễn tả nhiều lệnh if. Thì đôi khi các bạn dùng case of thì nó để gọn hơn so với dùng các lệnh if các bạn ha. Vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài đề tài 7A. Đó. Đây các bạn quan sát lại, lệnh case of là bắt đầu từ chiếc case M of và kết thúc ở vị trí N này các bạn ha. Đây, ở kết thúc ở vị trí này. Trong đó các bạn liệt kê các cái tình huống và từng cái tình huống, tức là từng miền giá trị thì các bạn sẽ thực hiện lệnh tương ứng. Các bạn lưu ý đằng sau số 12 đó là các cái dấu hai chấm các bạn ha, hai chấm. Đằng sau 11 đó là hết cái miền giá trị thứ hai là hai chấm. Đằng sau số 2 là hai chấm các bạn ha, hai chấm. Đó là cái quy định của Pascal. Mời các bạn đến đề tài tiếp theo, đề tài 7B có nội dung nhập vào một năm dương lịch kể từ sau công nguyên, tức là năm 1 trở đi các bạn ha. Và cho biết tên của năm âm lịch tương ứng gồm có can và chi, tức là năm âm lịch chúng ta có hai yếu tố là can và chi. Ví dụ nhập năm 1976 thì xuất ra là năm Bính Thìn. Nhập vào năm 2011 thì xuất ra năm Tân Mão. Còn nếu nhập vào năm 2020 thì xuất ra là năm Canh Tý các bạn ha. Thì để làm bài này các bạn phải biết được một cái quy luật tính can và chi. Quy định tính can và chi. Để tính can, các bạn lấy năm dương lịch chia nguyên cho 10 và xét phần dư. Khi các bạn lấy một số nguyên chia cho 10 thì các bạn xét phần dư á, chúng ta có 10 cái trường hợp dư là từ 0 đến 9. Khi dư là 0 thì can là canh. Khi dư là 1 thì can là tân. Khi dư là 2 thì can là nhâm, vân vân vân, cho tới khi dư là 9 thì can là kỷ. Tương tự, để tính chi, các bạn lấy năm dương lịch, các bạn chia nguyên cho 12 và xét phần dư. Khi các bạn lấy một số nguyên chia cho 12, các bạn sẽ có 12 trường hợp dư là từ 0 tới 11. Khi mà dư là 0 thì chi là thân, dư là 1 chi là dậu, dư là 2 chi là tuất, vân vân vân, cho tới dư là 11 thì chi là mùi. Như vậy các bạn ghép can và chi lại thì các bạn hình thành nên được cái năm âm lịch tương ứng với cái năm dương lịch mà chúng ta nhập vào. Như vậy để tính can và chi, các bạn phải thực hiện phép chia cho 10 và cho 12 và các bạn ghép cái kết quả của can và chi mới tạo nên được cái năm âm lịch. Và cái quy định tính can chi này sẽ được Master Đăng Dương để ở phần mô tả phía dưới video, các bạn có thể tải về sử dụng miễn phí.
Như vậy chúng ta có cái bảng can và chi để chúng ta thực hiện in ra cái năm âm lịch tương ứng. Các bạn ha, can và chi. Rồi, ở bài này chúng ta có một đại lượng thôi các bạn, đó chính là cái năm dương lịch tương ứng thôi. Một đại lượng thôi các bạn ha. Vậy đặt lại biển year các bạn ha. Các bạn quan sát mất tăng dương thực hiện ở trên màn hình. Đây, program đề tài 7B. Và các bạn khai báo biến như sau, đó là các bạn có một cái năm là year, là kiểu số nguyên. Chúng ta có một cái đại lượng, và ở đây là ứng với đại lượng đó là các bạn có một cái biến là biến year kiểu số nguyên. Rồi, tiếp theo ở trong bài này để thuận tiện trong cái việc là in cái số đáp số đó bạn, thì Mr. Dương đề nghị các bạn sẽ thêm một cái biến như sau. Hai biến đặc biệt các bạn ha là can và chi. Thì hai biến này các bạn ha là cái biến phát sinh, là cái đại lượng phát sinh trong chương trình. Và trong cái bài này để thuận lợi cho việc in đáp số thì Mr. Dương đề nghị thêm hai cái biến nữa là can và chi. Đó là hai biến này á thì nó kiểu không phải là số các bạn ha, mà là kiểu string, là một kiểu sâu ký tự, tức là mình đưa vào cái biến can chi là một cái sâu ký tự, chẳng hạn như là chữ canh, tân, nhâm hoặc là dậu, tuất, hợi, tức là các cái chữ, nhiều chữ mình đặt vào thì biến can chi phải là kiểu string thì mới chứa được những cái chữ đó các bạn. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ tiến hành thiết kế cái phần thân chương trình. Thì phần thân này các bạn sẽ nhập vô cái năm, đây cụ thể như sau, các bạn write làm như là nhập năm dương lịch. Rồi sau đó các bạn sẽ read line cái năm đó vào, read line các bạn ha, read line cái biến year. Tiếp theo, ở trong bài này chúng ta có lời giải chính là các bạn dùng lệnh case of để các bạn diễn tả ra. Thì ở đây chúng ta có lời giải ứng với là cái can, thì chúng ta có 10 lời giải. Nếu các bạn bình thường sử dụng 10 if đúng không các bạn? Và tương tự để tính cái chi các bạn sẽ có 12 trường hợp, nghĩa là các bạn sẽ có 12 cái if đúng không các bạn? Tuy nhiên ở đây chúng ta dùng case of thì có vẻ nó gọn hơn, và đúng là bài này nên dùng case of các bạn ha, thì nó gọn hơn. Các bạn quan sát mắt đang dương thị trên màn hình. Tóm lại chúng ta có tới 22 lời giải các bạn ha, nhưng ta sẽ gom thành hai cái case of là xong. Mỗi case of là có trường hợp bên trong tương ứng các bạn ha. Và bài này chỉ có một đáp số thôi, tức là ghép giữa can và chi là một đáp số, nhưng mà một số này nó nằm trong tập hợp của nhiều cái can và nhiều cái chi các bạn ha, tức là một đáp số thôi trong rất nhiều cái trường hợp xảy ra. Rồi, như vậy chúng ta sẽ tiến hành lời giải. Đầu tiên, thay vì các bạn dùng 10 if để diễn tả cái can, thì chúng ta làm như sau. Case. Rồi, các bạn xét là... trước đó các bạn sẽ ghi như sau. Các bạn sẽ ghi là lấy cái số year, các bạn mod cho 10. Đó, tức là đây là một cái biểu thức các bạn ha. Trong cái case of, thì đây là một cái giá trị, nhưng mà nằm trong dưới dạng là một biểu thức toán học. Tức là lấy cái year là con số, mod cho 10 các bạn ha. Rồi, sau đó các bạn ghi chữ of là của. Rồi, các bạn ghi chữ end. Như vậy chúng ta đang hình thành nên cái câu lệnh case of end đầu tiên, và trong trường này nó có tới 10 cái trường hợp các bạn ha. Thì để tránh thời gian các bạn thì Mr. Linh làm sẵn rồi, Mr. Linh sẽ xếp sao chép 10 trường hợp này lên để bạn dễ quan sát. Đây chúng ta sẽ có 10 trường hợp, các bạn sẽ sao chép, chúng ta có 10 trường hợp các bạn ha. Rồi các bạn nhấn Ctrl Insert, các bạn qua bên này các bạn dán đây, các bạn nhấn Shift Insert. Rồi các bạn, như vậy chúng ta có 10 trường hợp. Để vì đỡ tránh mất thời gian các bạn, Mr. Dương đã sao chép ra sẵn. Rồi như vậy ở đây khi các bạn lấy year mod cho 10 thì các bạn sẽ có thể dư không, mà không á các bạn gán biến can là bằng canh, nếu ra một thì can bằng tân các bạn ha. Rồi bạn lưu ý ở đây Mr. Dương đặt cái can là viết chữ hoa, thì trong Pascal nó không phân biệt hoa thường các bạn ha. Ở trên cao phần va Mr. Dương khai báo là can ha các bạn ha, là viết thường tất cả, còn đây là can viết hoa thì bác can vẫn chấp nhận. Còn nếu không, để thuận để cho nó thống nhất thì bạn khai báo là chữ can viết hoa bạn ha, và chi cũng vậy. Đó. Rồi như vậy với trường hợp chúng ta dùng cái case này có 10 trường hợp, chúng ta đã suy được cái can tương ứng các bạn ha, ứng theo cái quy định này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thực hiện tính cái chi. Chúng ta có là case là lấy cái year, các bạn lấy mod cho 12, off là của, sau đó các bạn có cái end các bạn ha, end. Các bạn có cái end. Đây, end chấm phẩy. Tiếp theo, các bạn sẽ có 12 trường ở đây. Để Mr. Dương làm sẵn rồi nên Mr. Dương sẽ copy qua cho nhanh. Đây, chúng ta sẽ có từ 0 cho tới 10, 11 các bạn ha, là 12 trường hợp. Rồi, chúng ta đặt dán ra đây. Và các bạn thấy, ở đây chúng ta có 12 cái lời giải ứng với 12 cái miền giá trị của cái lệnh case of.
Và trong các lệnh này các bạn lưu ý ở cái trường hợp là year 112 mà year 4 ha, các bạn ha, year 4 á, thì cái chi của nó sẽ là tí, nhưng mà để sợ nhầm giữa tí và tỷ các bạn ha, thì chúng ta sẽ tí chúng ta thêm một cái dấu nháy ha, giống như sắc thì các bạn ha, trong tiếng Việt Nam mình là tí. Mà để thêm một dấu nháy thì các bạn phải có tất cả cái này phải là có 4 nháy các bạn ha, nháy mở rồi nháy đóng, 4 nháy để cho tất cả các nháy này là số chẵn, tức là 4 nháy các bạn ha. Đây, nhắc lại, để thêm cái dấu nháy này các bạn phải thêm một nháy nữa ở đây. Như chúng ta có 4 cái nháy là gồm nháy mở, nháy đóng và hai nháy bên trong để diễn tả cho cái dấu sắc các bạn ha. Đó là cái quy định khi các bạn thực hiện cái dữ liệu dạng string, nghĩa là chúng ta đặt cái dạng sâu ký tự này trong cặp dấu nháy các bạn ha, màu xanh đây can đó là can, nháy mở nháy đóng can, đây ứng với trường hợp mà chia cho 10 dư 1 thì là can là tên, nháy mở nháy đóng đặt trong cặp nháy đơn các bạn ha, vì đó là cái yêu cầu của Pascal ở trong video số 1. Các bạn coi lại đã có cái yêu cầu này rồi, các bạn coi lại để xem. Tiếp theo, như vậy ở đây chúng ta có khi mà lấy 5 chia 12 mà dư 4 các bạn sẽ có là tí. Còn nếu mà dư 9 thì các bạn sẽ có là tỷ, thế là dấu chấm là dấu nặng, giống như dấu nặng trong tiếng Việt Nam các bạn ha, là tỷ các bạn ha. Rồi, như vậy chúng ta đã suy được là các cái tình huống, giải được tình huống với K và chi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành in kết quả các bạn ha. Rồi các bạn sẽ write thôi. Write ra là các bạn ghi là 5 rồi nháy phẩy year phẩy rồi ứng với rồi rồi các bạn ghi nháy phẩy. Bây giờ liệt kê ra là gì? Can. Đó, can. Rồi bây giờ các bạn muốn có khoảng trắng giữa can và chi, các bạn sẽ là nháy cách nháy. Các bạn ghi chữ chi ra. Rồi đóng ngoặc lại chấm phẩy. Như vậy các bạn đã có thể in được cái câu là 5 y là 5 dương lịch ứng với can chi các bạn ha. Can chi là in hai biến là biến can biến chi, tùy theo can chi chứa cái gì và giữa can và chi chúng ta có cái dấu khoảng trắng các bạn ha. Rồi như vậy chúng ta để dừng bài, các bạn sẽ có thêm cái lệnh là read line ở vị trí này đó. Rồi các bạn xong bài, các bạn lưu lại F2, các bạn nhấn là đề tài 7B, các bạn nhấn cột dấu chính, các bạn nhấn cột dấu chính, nhập vào năm 2020 thì các bạn là năm 20 ứng với năm Canh Tý, các bạn thấy dấu sắc các bạn ha, Canh Tý. Tiếp theo các bạn năm sau là năm 2021 là năm Tân Sửu, Tý Sửu các bạn ha. Rồi các bạn nhập thử năm ở trên màn hình, ở trong bài của người ta là năm 1976 thì là năm Bính Thìn. Rồi năm 2011 là năm Tân Mão. Rồi năm 2020 là năm Canh Tý các bạn ha. Rồi, như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài đề tài 7B. Khi đó các bạn sẽ ứng dụng cái lệnh case of. Case of người ta có thể phát biểu rằng là gì? Case of là sự rút gọn của nhiều lệnh if các bạn ha. Đó, thay vì chúng ta 10 lệnh if chúng ta ghi vậy thì nó rất là thuận tiện ha. Rồi. Và đây các bạn thấy trong case of thì vị trí này đó là cái điều kiện, là cái giá trị nó cần để thực hiện việc xem xét so với các cái miền giá trị phía dưới các bạn ha. Y mốt 10 là một cái giá trị, khi các bạn chia ra một giá trị thì mình sẽ so cái đó với những số từ 0 cho tới 9 các bạn ha. Rồi ở đây là chúng ta thực hiện phép gán thì các bạn hai chấm bằng và canh tân nhâm quý giáp ất bính đinh mậu kỷ là các cái sâu ký tự nên các bạn đặt trong cặp dấu nháy đơn và đưa vào cái biến can. Các bạn lưu ý đằng sau các miền giá trị ở đây chúng ta chỉ mỗi miền chữ mỗi gì thôi, các bạn sẽ có dấu hai chấm các bạn ha, hai chấm đó. Tiếp theo ở phía dưới là các bạn sẽ có cái phần là tính là cái chi, chúng ta cũng tương ứng các bạn ha, là chúng ta sẽ có ở đây là từ vị trí case of tới end ở đây các bạn đó. Tương tự ở đây chúng ta sẽ có cái giá trị chúng ta cần xử lý, đó là một biểu thức y mốt 12 thì khi chia chúng ta sẽ có 12 trường hợp từ 0 tới 11 và ở đây là các miền giá trị chúng ta chỉ có mỗi chị thôi các bạn ha, nên chúng ta thực hiện trên màn hình. Tương tự chúng ta đằng sau cái miền giá trị chúng ta là có cái dấu hai chấm và các bạn sẽ gán các cái giá trị tương ứng với cái chi đó, như trên màn hình. Mời các bạn đến đề tài 7C, viết chương trình nhập vào hai số A và B kiểu real, tức là kiểu số thập phân. Tiếp theo nhập vào phép tính cộng trừ nhân hoặc chia,
Sau đó thông báo kết quả của A và B tương ứng với phép tính và lấy kết quả lấy hai số thập phân. Lý do là AB là kiểu số real, số thập phân. Thì khi bạn cộng trừ nhân hoặc chia thì kết quả sẽ là chắc chắn số thập phân. Vậy chúng ta sẽ định dạng là bằng lấy hai chữ số đằng sau cái dấu chấm thập phân đó. Nếu nhập không đúng phép tính cộng trừ nhân chia thì thông báo là nhập sai phép tính các bạn ha. Rồi. Các bạn xem ví dụ, nhập A là 10, B bằng 5,2, nhập phép tính là phép tính cộng. Phép tính cộng là một trong bốn phép tính các bạn ha. Rồi, vậy thì kết quả là bằng lấy 10 cộng 5,2 bằng 15,2. Ở đây các bạn thấy là 15,20. Đó, ở đây chúng ta có kết quả này, lý do là trong cái yêu cầu của đề chúng ta phải lấy hai số thập phân các bạn ha. Đó, hai số thập phân đằng sau cái dấu chấm thập phân. Vậy thì kết quả là 15,20. Rồi. Để làm bài này các bạn cần phải trả lời là bài này có bao nhiêu đại lượng. Thì bài này chúng ta có các đại lượng như sau. Thứ nhất là đại lượng A là một đại lượng. A là một đại lượng. B là cái thứ hai. Một trong các phép tính các bạn ha. Đây, một trong các phép tính là đại lượng thứ ba. Và có đại lượng nữa đó là cái kết quả các bạn ha, kết quả. Thì kết quả này là nằm trong cái đáp số rồi. Đáp số, kết quả, đáp số thì chúng ta sẽ in ra đáp số các bạn ha, đáp số. Và có một đại lượng nữa, đó chúng ta cần phải quan tâm chính là khi mà nhập phép tính không thuộc cộng trừ nhân chia thì các bạn phải ra một cái câu là nhập sai phép tính. Như vậy chúng ta ở đây có bốn cái đại lượng các bạn ha. À, thực ra có năm đại lượng các bạn ha, đó là kết quả nữa là năm. Tuy nhiên là chúng ta sẽ in trong phần đáp số. Rồi, bài này chúng ta có bốn lời giải, nghĩa là chúng ta tính ra cái kết quả ứng với là cộng trừ nhân chia. À, ngoài ra chúng ta phải quan tâm đến một cái lời giải, nghĩa là tạo ra cái câu là nhập sai phép tính ha. Vậy chúng ta có 5 lời giải. Bài này chúng ta có một đáp số thôi các bạn ha. À, trong các cái lời giải chúng ta tạo ra bao gồm là tổng, hiệu, tích, thương. Ngoài ra nếu thương ngoài ra nếu các bạn nhập sai phép tính á, chúng ta phải có một cái lời giải nữa, có một cái đáp số nữa, đó là cái câu là nhập sai phép tính các bạn ha. Như vậy chúng ta có nhiều cái tình huống xảy ra nhưng mà chúng ta chỉ ra một cái kết quả thôi, một đáp số các bạn ha. Rồi. Các bạn quan sát máy nhân thị trên màn hình, như vậy chúng ta khai báo là biến A, biến B và biến phép tính các bạn ha. Rồi, ba cái biến chúng ta thấy rõ nhất. Rồi, ta khai báo là program đề tài 7C. Các bạn sẽ có như sau, biến A, B. Đó là chúng ta có kiểu là kiểu số thập phân là real. Tiếp theo các bạn có một cái biến là phép toán. Nếu các bạn đặt dài là phép toán các bạn ha, phép toán. Rồi, hai chấm kiểm tra. Tuy nhiên ở đây, Mã Tân Dương đề nghị là đặt là viết gọn thôi, là chữ PT các bạn ha, PT. Các bạn xóa đi. Các bạn ghi chữ PT thôi, phép toán. Rồi, kiểm tra. Ở đây, phép toán chúng ta sẽ chứa các cái dấu cộng, trừ, nhân, chia là những ký tự. Nên biến PT này phải là kiểm tra mới chứa được các ký tự đó các bạn ha. Biến PT không được gọi là kiểu số. Rồi. Vì ở đây các bạn thấy trên cái đề bài ha, chúng ta phải nhập vào các ký hiệu này. Cộng, trừ, nhân, chia. Các bạn thấy không đây? Nhập vào vị này là phép toán cộng. Như vậy chúng ta phải có biến kiểu tra thì mới chứa được cái dấu cộng này. Rồi, tiếp theo các bạn thực hiện phần thân của chương trình. Các bạn sử dụng hai từ khóa begin and chấm, sau đó các bạn sẽ tiến hành nhập write. Các bạn sẽ nhập vào là nhập số thực A bằng các bạn ha, cho nó đẹp. Tiếp theo các bạn dùng lệnh read line mở ngoặc A. Các bạn sao chép xuống. Các bạn sẽ thực hiện việc là nhập số thực B và các bạn ghi là read line B. Tiếp theo các bạn nhập vào phép tính bằng cách các bạn sử dụng lệnh write mở ngoặc nháy nhập phép tính. Thì các bạn phải gợi ý là phép tính nào, các bạn ghi mở ngoặc ra, các bạn ghi là cộng trừ nhân là dấu x và chia là hai chấm các bạn ha. Rồi đóng ngoặc dấu nháy và đóng ngoặc đơn chấm phẩy. Nghĩa là chúng ta sẽ in ra cái câu là nhập phép tính mở ngoặc cộng trừ nhân chia để họ cái người sử dụng họ nhập vào đúng phép tính. Bởi vì trong toán chúng ta có phép tính là căn bậc 2 rồi phép tính lũy thừa vân vân. Đây ta tập trung vào bốn phép tính là cộng trừ nhân chia thôi. Như vậy ở chỗ này các bạn phải ghi ra nên ghi ra cái ký hiệu này để cho người sử dụng biết bạn ha. Đó, ở đây chúng ta tập trung chỉ có bốn cái phép tính này thôi, cộng trừ nhân và chia. Tiếp theo các bạn dùng lệnh read line để các bạn nhập vào biến PT. Rồi read line các bạn nhập vô là PT. Rồi, như vậy chúng ta đã sẵn sàng để thực hiện các trường hợp. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện lời giải một cách là các bạn ghi là có 5 cái if, trong đó 4 if ứng với là cộng trừ nhân chia và một cái if ứng với là nhập phép tính sai. Như vậy chúng ta phải dùng 5 if.
Tuy nhiên trong bài này chúng ta dùng case of để chúng ta sẽ lược bớt hoặc là rút gọn, viết gọn cái 5 cái if này. Các bạn quan sát ha. Các bạn dùng case PT of và đây các bạn ghi end chấm phẩy. Đây các bạn đang dần dần hình thành cái cú pháp của cái lệnh case of là case cái giá trị, đây là cái biến PT of end chấm phẩy các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chia trường hợp ra. Rồi các bạn quan sát. Ở đây chúng ta sẽ chia như sau. Đầu tiên là case PT of mà là trường hợp là nháy cộng nháy. Ở đây các bạn thấy có một cái chi tiết là dấu cộng này đặt trong cặp dấu nháy. Lý do dấu cộng này là một cái ký tự, là một giá trị ký tự nên trong lập trình Pascal phải đặt trong cặp dấu nháy đơn. Đây là yêu cầu của Pascal các bạn ha. Thì điều này đã được Master Đăng Dương thực đã được nêu ở trong cái video số 1. Các bạn xem lại video số 1 để mà hiểu được vấn đề này. Như vậy ở đây chúng ta có như sau. PT là một cái biến chứa giá trị là cộng, trừ, nhân hoặc chia. Khi đó Pascal sẽ thực hiện việc là so sánh cái giá trị nằm trong PT ở đây so với cái dấu cộng. Nếu PT mà thật sự chứa dấu cộng, vậy cộng bằng cộng thì mình sẽ tính lấy A cộng B. Còn nếu PT mà chứa phép toán trừ thì chúng ta sẽ tính phía dưới các bạn ha. Rồi ở đây giả sử PT mà chứa dấu cộng, vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây là dấu hai chấm, các bạn ghi là right, các bạn ghi là kết quả là nháy phẩy A cộng với B các bạn ha, B. Và ở đây định dạng 2.0 2.2 các bạn chấm phẩy. Đây sở dĩ ở đây chúng ta có cái ký hiệu này, lý do là trong đề bài chúng ta có như sau. Đây chúng ta phải định dạng 2.0 2.2 vì ở đây chúng ta có cái câu là kết quả lấy hai số thập phân, như vậy chúng ta phải thực hiện định dạng theo cú pháp là 2.0 2.2 các bạn ha. Rồi như vậy là trường hợp dấu cộng chúng ta ghi là kết quả là A cộng B. Tương tự chúng ta sao chép xuống cho các trường hợp còn lại, các bạn sẽ có như sau. Sao chép xuống các bạn sẽ dán ra là ở đây chúng ta có phép toán là trừ các bạn ha, trừ ở đây chúng ta sẽ ghi kết quả là A trừ B. Tiếp theo các bạn sao chép xuống cho hai trường hợp còn lại nữa, đó là trường hợp nhân và chia. Như vậy ở đây ta có là phép toán nhân là x, như vậy kết quả là A. Ở đây các bạn sẽ sửa lại là nhân B. Nhân là dấu hoa thị các bạn ha, hoa thị. Còn phép toán chia là dấu hai chấm, là chúng ta ở đây là dấu chia chéo các bạn ha. Đó, như vậy là chúng ta đã thực hiện 4 trường hợp ứng với 4 if. Tuy nhiên chúng ta còn một trường hợp nữa các bạn, đó chính là cái câu là nhập sai. Nếu chúng ta không có cái nhập phép tính đúng, vậy nó là như sau. Chúng ta thêm đây các bạn nè, thêm trường hợp là ngược lại, tức là ngược lại 4 cái ký hiệu này. Chúng ta làm như sau, các bạn đặt con nháy đằng sau cái dấu chấm phẩy của cái trường hợp dấu chia, các bạn nhấn enter bạn ha, enter. Các bạn ghi từ khóa else, enter nữa các bạn sẽ ghi thực hiện là right. Các bạn ghi là nhập sai phép tính, tức là các bạn ghi cái câu đại lượng của đề yêu cầu nhập sai là phép tính các bạn ha. Rồi tính nháy đằng ngoặc chấm phẩy. Rồi các bạn lưu ý lúc này chúng ta đã chuyển qua sử dụng là cái câu lệnh là case of ln, tức là case of n đầy đủ các bạn ha. Rồi như vậy chúng ta có như sau, bắt đầu từ chiếc case các bạn sẽ tiến hành ghi lệnh cho tới vị trí của cái lệnh n chấm phẩy này, chấm phẩy này các bạn ha. Đó là kết thúc của case of ln, tức là lệnh case of đầy đủ. Rồi như vậy các bạn thấy nè, khi ghi như vậy thì yêu cầu lệnh nằm phía trên của từ khóa l ở đây các bạn ha, đây nằm phía trên của từ khóa L, các bạn thấy là có dấu chấm phẩy. Đây là yêu cầu của Pascal các bạn ha. Nó khác trong cái lệnh if L, nghĩa là lệnh nào trên từ khóa L trong if thì không được chấm phẩy, còn trong tình huống này thì trên từ khóa L chúng ta phải có chấm phẩy như trên màn hình các bạn ha. Đấy, ở đây chúng ta có từ khóa L, từ khóa L các bạn ha, thì chúng ta phải đặt cái lệnh ở phía trên kết thúc là dấu chấm phẩy. Đó là cái yêu cầu của lệnh case of end, các bạn lưu ý. Rồi tiếp theo để dừng chương trình xem kết quả, các bạn thêm cái lệnh read line ở trên cái từ khóa end chấm đây các bạn ha. End chấm là từ khóa kết thúc bài, thì các bạn thêm lệnh là read line chấm phẩy các bạn ha. Rồi các bạn nhấn F2 lưu lại, các bạn ghi là đề tài 7C, enter. Các bạn nhấn cột dấu chính, các bạn nhập vào A là 10, B là 5.2, kết quả là, và phép tính cộng các bạn ha, kết quả là 15.20. Tiếp theo các bạn nhập 10, 5, phép toán trừ, như
như vậy các bạn có là 10 trừ 5 bằng 5. Tiếp theo, nhập vào 10 b bằng 5, cách phép toán nhân của chúng ta có 50 các bạn ha. Tiếp theo chúng ta có như sau: 10 5 phép toán chia là 2 chấm, còn 2 chấm enter, kết quả sẽ là bằng 10 chia 5 bằng 2,0 các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta còn một trường hợp nữa là nhấn cột dấu chính, các bạn nhập vào là 10 các bạn ha. Rồi nhập vào 5 đi, các bạn nhập phép tính, ví dụ là các bạn nhập phép tính là thay vì là cộng trừ nhân chia, các bạn nhập phép toán dấu nón. Thì thường một số cái phần mềm hoặc là một số ngôn ngữ lập trình thì cái dấu nón là lũy thừa các bạn ha. Thì bạn nhập vào enter, kết quả sẽ là nhập sai phép tính các bạn ha. Nghĩa là nếu như không phải là cộng trừ nhân chia thì Pascal ở trong đề tài này đây, nếu bạn không nhập vào đúng cái phép tính cộng trừ nhân chia ở đây mà các bạn nhập cái này thì kết quả sẽ là nhập sai phép tính các bạn ha. Nghĩa là chỉ được phép là cộng trừ nhân hoặc chia mà thôi, vì đây là cái tính năng của cái đề tài này, của cái chương trình này, chúng ta phải thực hiện đúng các bạn ha. Như vậy ở trên màn hình á, là chúng ta có toàn văn bài giải của bài đề tài 7C, và ở đây chúng ta dùng cái cú pháp lệnh case of and đầy đủ, nghĩa là có cái từ khóa else các bạn nha. Đây nhắc lại, chúng ta có như sau là case of else và and chấm phẩy đó các bạn ha, và lệnh nào nằm phía trên của từ khóa else thì phải có cái dấu chấm phẩy. Đây là điều hơi khác so với cái lệnh if else mà được đề cập trong video 2A, các bạn xem lại ha. Rồi video 7 đến hết rồi, hy vọng các bạn đã biết cách vận dụng case of để rút gọn cho nhiều lệnh if. Các bạn nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký kênh hoặc chưa subscribe kênh thì nhớ đăng ký kênh hoặc subscribe kênh và nhấn cái chuông ở dưới video khi bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.